Chào các bạn. Bây giờ là sáng ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Cũng là mùng 9 tháng 3 năm Nhâm Dần. Mình ra thăm vườn xem nào. Chẳng có tí hoa cái nào các bạn ạ, toàn hoa đực thôi. Ôi trời ơi, sâu rồi. Ôi hai sâu nhiều quá các bạn ạ. Hai con sâu. Gióm. Ui hai con sâu gióm. Bây giờ bắt đầu mới nở hoa cái. Cuối mùa thu rồi. À cuối mùa xuân chứ. Sắp mùa hè rồi. Bắt đầu vải mới nở hoa cái. Đây bây giờ vải bắt đầu mới thò cái vòi ra. Vậy là nó nở hết cái lượt hoa đực đầu tiên, bây giờ nó bắt đầu mới chuyển sang nở hoa cái các bạn ạ. Muộn quá. Úi dồi. Cây này bây giờ bắt đầu mới hoặc cái mới thò vòi ra. Ui, chùm này rụng hết rồi. Còn được ba cái hoa cái hết ngày sáu thành hoa. Ui, phải bây giờ mới là hoa cái chứ. Sâu nhiều quá. Bây giờ bắt đầu nở hoa cái. Ôi dồi ôi, muộn này. Rồi quả rộng quá, có dặm mô mịt đi sáng sớm ướt hết người. À, cái này đậu quả rồi, hoa vẫn còn như đậu à. Một số cành trong tán thì đậu quả bằng hạt đỗ xanh rồi. Khá sai. Sai lắm. Xem cây thanh hà như nào. Rồi. Bỏ xít. Hôm nào đậu xong quả phun thuốc à. Ôi sâu bướm này. Úi dồi, bọp chết. Bọp chết bướm này.
Chanh hai đậu quả cũng ghê đây. Cá đậu quả. Cái nhà con. Chắc được 10 cân. Phải tháng 3 mới tí. Năm ngoái 30 tháng 3 được bán, năm nay hôm nay 9 rồi. Mấy bằng hạt đỗ này thì bán biết cái gì. Sẽ quay mấy cây u hồng mình. À đây. Tháng 3 cây này to hơn rồi. Bằng đầu đỗ to. Hôm nào một phần NPK bị rắc. Đậu xong quả mới rắc ít đạm mà chưa rắc phân. Quả to. Xem cây u hồng ngoài này. Cây này bằng đầu đũa rồi. Hay đầu đũa nhỏ. U hồng này chỉ cần không cho sâu cuống là được. Rồi. Cái gì này? Sâu à? Đen 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 đen. Như cứt rán. Cây này hoa phải tầm dài tầm 40 phân, 50 phân. Bây giờ cuống cũng dài 30 phân. U hồng muộn quá. Bữa sau mới đậu quả. Còn bé ăn cái cành u hồng ngoài kia. À, bé ăn cái cành vải thiều ngoài kia chứ. Trời. Cây khoanh mạnh này, khoanh sâu. Tháng 3. Tháng 3 u hồng này chỉ cần không sâu cuống rồi. Chẳng phải bệnh tật cái gì cả. Cố sao đừng để nó nứt là được. Nứt không sâu cuống. Giữ cho khảo quang tới. Giữ cho gì nhỉ? Giữ cho ổn định. Đừng để nứt là được. Ok. Đây. Để tí. Cây này đi lại vẫn bị vấp váp và đập xuất. Cây này nó phủ hết ra đường rồi. Uầy, dài lắm. Đấy. Một cành ấy. Một cành. Hàng trăm quả. Mà sao đúng 5 quả rồi. Thời tiết bây giờ đẹp lắm, ngày nào cũng thấy khô ráo. Cơ bản thời gian này gọi là hạn thì đúng hơn. Nếu như mà không chủ động được nước thì chẳng rắc phân được. Vườn Thanh Hà đậu xong quả rồi mà chưa phun nước sâu, chưa rắc phân. Mùa sẵn thì chắc là không rắc được phân rồi. Chả có mưa đâu. Tóm lại là u hồng. Cũng như vải thiều hay Thanh Hà. Nhiều khi nó may rủi do cái lứa hoa. Có lứa hoa đậu, lứa hoa rụng. Như thường là các loại vải lứa hoa sau nó hay đậu quả. Đặc biệt sử dụng các biện pháp kỹ thuật ức chế, khoanh, phun ức chế thì nó hay đậu quả hơn là không khoanh, không phun ức chế. Tuy nhiên vải nhà mình năm nay mình không khoanh, tận giờ u hồng tạm mới được. Tháng 3 tạm được,
Thanh Hà cũng được. Nhưng cho mình nghĩ là Thanh Hà không khoanh được, còn tất cả các loại vải nên khoanh, đặc biệt là U này. Nhưng mình cứ khảo nghiệm nó một vài năm xem như thế nào. Cứ để làm nó vài năm, nếu như ổn định được thì sử dụng biện pháp căn lọc mà không khoanh nó cũng là một cái đỡ đi một khoản, phải là phải khoanh. Cái hoa nó dài trông nó quả nó ít thật nhưng mà quả nó nhiều, mà khi vặt quả nó dễ. Cảm ơn các bạn xem video nhé.